Đây là lần đầu tiên Vinh để ra sân vận động này. Đó. Sân to dã man luôn. Xin chào bạn, chào mừng các bạn quay trở lại. Tôi là Phương Hữu Dưỡng. Yes. Chúc các bạn ngày mới vui vẻ. Hôm nay tôi sẽ thực hiện clip chạy 10 vòng quanh sân vận động quốc gia Mỹ Đình. Chúng tôi đang ăn sáng để lấy sức để chạy nhé các bạn nhé. Tôi vừa ăn sáng xong, bây giờ chúng tôi đang trên đường đến sân vận động quốc gia Mỹ Đình. Cũng sắp đến rồi các bạn ạ. Chúng tôi đã đến sân vận động quốc gia Mỹ Đình nhưng mà người ta không cho vào sân các bạn ạ. Không xuống được bên dưới sân nhưng chúng tôi có thể lên khán đài được các bạn ạ. Đây. Sân rất là to. Rất là to. Đây là lần đầu tiên Vinh để ra sân vận động này. Đó. Sân to dã man luôn. Hay nhảy xuống. Nhảy được xuống thế nào dở? Nhảy xuống bảo vệ ra gô cổ với lại. Bây giờ chúng tôi thử đi tìm gặp lãnh đạo của sân vận động để chúng tôi đi xuống chạy cái gì này thôi. Như là chạy ở cái đường pit này thôi. Xin người ta xem người ta có cho không. Vừa lại tôi xin bảo vệ không cho. Bây giờ tôi sẽ tìm lãnh đạo luôn. Tìm quản lý ở đây để xin, nếu mà không được thì thôi vậy. Tôi vừa đi xin về xong các bạn ơi, người ta không cho vào sân các bạn ạ. Nhưng mà tôi đã nghĩ ra một cái, người ta không cho xuống sân chạy thì tôi sẽ chạy vòng quanh sân này luôn, tức là bên ngoài sân luôn. Cái vòng này thì nó khá là to, nó to hơn cái vòng kia cũng phải gấp đôi đấy. Các bạn chạy bên ngoài mà. Nhưng không sao, chúng tôi sẽ cố gắng chạy 10 vòng quanh sân vận động quốc gia Mỹ Đình, mỗi người 10 vòng. Vòng đầu tiên nha. Vinh thì nãy đi chạy mà nhìn trông chất đấy. Chất. Nắng quá rồi thế. Nhưng mà cái vòng này tôi cảm thấy to hơn cơ. Hơn cái vòng ở trong kia ấy. To quá Vinh ạ. Anh mới chạy được vài bước thôi mà đã thấy mệt rồi. Thì em bình thường chưa thấy mệt. Chưa mệt. Tại vì em đi tập gym nhiều rồi. Tập gym nhiều. Em tập gym em chạy cũng chạy mà. Xem mày chạy được mấy vòng mày bye bye. Ta nghĩ mày chỉ chạy được vòng rưỡi thôi. Vòng rưỡi nào vòng. Ê, mấy vòng? Kiểu gì có em rơi vào 3 vòng. Chạy được 3 vòng xong nghỉ thế ừ. Sao chạy mỗi người 10 vòng cơ mà. 10 vòng 3 vòng nghỉ xong mà chạy tiếp. Mình chạy kiểu gì đấy? Lắc cao đùi à? Ừ. Chạy đây là mệt đấy. Cứ chạy từ từ thôi. Mới chạy được nửa vòng thôi mà khá là mệt đấy. Dẫn mày chưa? Hả? Mày chưa? Ta còn đâu mới mệt. Thế. Ta phải chạy được 50 vòng. Em chạy. Em chạy 40 vòng. Mày chạy vòng rưỡi. Cứ nó phét từ nãy giờ. Anh nó phét từ nãy giờ. Mệt thật. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Yeah. We are heroes tonight. Được một vòng nữa các bạn nha. Vòng thứ hai. Vinh thì nẻ đã mệt rồi các bạn ạ. Mới vòng thứ hai thôi mà đã thấy chỉ sóc mẻo ở lơi. Chạy không bước chân lên nữa rồi. Thế vừa to mồm em được 4-5 vòng. Hai vòng đã thấy thở không ông cũng học rồi. Hết vòng thứ hai sang vòng thứ ba. Bảo vệ đuổi không cho chạy nữa các bạn ạ. Bây giờ chắc là tôi với Vinh sẽ nghỉ thôi. Thật sự rất là buồn các bạn ạ. Mới chạy được 2 vòng thôi mà không được chạy nữa. Tạm biệt sân vận động quốc gia Mỹ Đình nhá. Thì chúng tôi không trách bảo vệ là không cho chạy. Mà bảo vệ chỉ làm cái, tức là bảo vệ hoàn thành trách nhiệm của bảo vệ thôi. Chúng tôi chỉ tiếc là mất công chúng tôi lên từ Bắc Linh lên. Lên đây. Tức là từ quê lên sân vận động mà không được chạy đâu. Không được chạy. Tiếc cái công đấy thôi nhưng không sao. Bây giờ chúng tôi sẽ về quê và tìm một địa điểm bằng kích thước sân vận động quốc gia Mỹ Đình và chúng tôi sẽ chạy tiếp. Chúng tôi đã tìm ra một địa điểm để chạy mới nhé các bạn nhá. Đây, vòng tít 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 về kia kìa. Đấy. Cái vòng này thì nó rộng hơn sân vận động khoảng gấp 2 lần cơ. Nó rất là to, nó tít về đằng kia, tít về làng thôi cơ. Nói chung là nó rất là rộng nhưng mà chúng tôi sẽ cố gắng chạy 10 vòng nhé các bạn nhá. Trước khi chơi một bộ môn thể thao nào thì các bạn lên khởi động trước khi chơi bộ môn đấy thì chúng ta sẽ có sức khỏe hơn. Chúng ta tóm lại không bị gọi là cuồng chân, không bị cuồng chân, không bị cuồng chân, không bị đau chân nữa, không bị cuồng chân, không bị chuột rút. Nói chung là các bạn chơi thể thao trước khi chơi thể thao thì các bạn phải khởi động. Tôi với Vinh khởi động xong rồi, bây giờ chúng tôi sẽ thực hiện thử thách chạy 10 vòng quanh sân vận động quốc gia Mỹ Đình. À không phải, quanh cánh đồng. Quanh cánh đồng.
Let's go. Bạn ơi, cái máy quay để tiết đằng kia kìa. Nói chung là cái vòng này nó phải to gấp đôi sân Mỹ Đình các bạn ạ. Nó rất là to, rất là rộng. Ui, mệt vãi trưởng luôn. Vinh nhìn này mồ hôi nhễ nhại luôn các bạn ơi. Vừa chạy được gần hết một vòng. Bây giờ lực lửa ra vòng rồi. Ra vòng rồi, tôi đã. Mồ hôi toát nhễ nhại luôn. Cảm giác không lắc nhắc được chân này nữa. Vinh này sắp không trụ được rồi các bạn ạ. Thì nó chắc kìa, tôi chạy được hai vòng nữa người ta không đi được nữa các bạn ạ. Vinh này thà thôi, mày chạy một vòng nữa là mày làm im luôn đấy. Thoát mà rồi các bạn ơi. Ok, tôi thì vẫn phải cố gắng thôi các bạn ạ. Dưỡng bự con. Mệt quá các bạn ơi. Hết vòng thứ 3 sang vòng thứ 4. Vinh tiền nẻ bây giờ mới về đấy các bạn ơi. Vinh tiền nẻ bị tôi bỏ lại khá là xa. Chúng tôi đã chạy được 4 vòng. Bây giờ Vinh Tiền Nẻ mệt quá không chạy được nữa rồi. Vinh Tiền Nẻ xin nghỉ các bạn ạ. Thì Vinh Tiền Nẻ bỏ cuộc chữa trứng ấy thì sẽ bị chịu mình phạt chứ không thể để không được. Bây giờ tôi sẽ chạy tiếp, chạy vòng thứ 5. Anh Dũng đang chạy tiếp rồi. Tôi không chạy nữa rồi. Tôi sắp nói không lên lời các bạn ạ. Quá là mệt luôn. Các bạn đi cái vòng này xong nhìn đứa bé tôi các bạn ạ. Mà chạy mệt lắm. Tôi không chạy nổi nữa rồi. Mà giờ anh chạy tít đằng kia rồi. Ôi ôi, không biết tí ăn giữa anh nghĩ được trừng phạt của cái gì nữa đây. Đã chết tôi lại bị trừng phạt tiếp rồi. Anh nhìn anh Dương kìa, anh Dương nóng quá. Cởi áo rồi thì các bạn kìa. Anh chạy con đến đây, sắp đến đây, sắp đến vòng thứ 6 rồi kìa. Đấy. Chạy nóng quá, tớ hết mồ hôi. Phải cởi áo ra rồi kìa các bạn ơi. Vòng thứ 6. Vòng thứ 6 các bạn ạ. Bắt đầu vòng thứ 6 lại ra tiếp kìa bạn ơi. Hình như anh đã không biết mệt thế sao các bạn ạ.
Tôi chạy vòng thứ tư rồi, đã phá vài hết người rồi. Anh ấy chạy chậm lại rồi đấy. Sắp chắc cái kiểu này tôi nghĩ là chắc chỉ vòng đến 7 là chắc cũng phà không chạy được nữa rồi các bạn ạ. Tôi thấy vòng thứ 6 là tôi thấy chạy chậm hơn đi thì sao các bạn ạ. Vòng thứ 7. Sắp vòng thứ 9 rồi. Ông gần vòng thứ 10 anh ấy chạy hàng năm. Gần hết vòng thứ 10 bây giờ chạy hàng năm. Đã đây rồi. Sắp vòng thứ 9 còn 2 vòng nữa, còn một nốt vòng đoạn này nốt đây đến là vòng thứ 9. Còn một vòng nữa là anh ấy hoàn thành thử thách các bạn ạ. Vòng thứ 9. Sắp chạy sắp nói không lên lời rồi các bạn ạ. Tí không biết chạy vòng nốt vòng nữa xong nói không biết có lên lời nữa không các bạn ạ. Cố gắng. Còn nốt vòng cuối cùng các bạn ạ. Cố gắng. Tôi thấy anh giữa anh có mệt mỏi rồi các bạn ạ. Mày quay hết pin rồi, mày thay bằng điện thoại quay đi. Mày quay đang hết pin, bây giờ tôi sẽ lấy điện thoại quay. Ừ. Vòng thứ 10 các bạn ạ. Anh ấy quá là cố gắng luôn các bạn ạ. Tới gần rồi các bạn ơi. Sắp đến đích rồi. Sắp đến đích rồi. Các bạn ơi, không biết tí anh. Ôi anh quên mệt quá rồi anh. Không nói nên lời anh. Chạy xong 10 vòng xong anh ơi. Anh ơi phá anh ơi. Nằm im mà kia thôi anh ra đây. Mệt không anh? Có mệt thì em thấy anh chạy quá cố gắng anh Dương ạ.